chính quán quê nhà để đến giang nghe chính quán quê nhà. Danh danh làm cổ tích tinh y ba tòa quan lớn lửa ngôi cao ý. Con lưu truyền kim ngân hoa mã a di đà phật chúng con nữa là phật quốc người dân thế số hệ thiên cung thành tâm tu thiết để trình đồng bảo phổ tiến căn a di đà phật không biết đạo cho hẳn chùa sổ thiên đình ngọn bút son là chùa sổ thiên đình bút hoa biên chép xa phương lòng thành đổi công danh ơn nhờ phật thanh lộc hoàng ân mang tới tận tay ơn quan ban lộc tiếp tài hai chữ trường sinh cho hai chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phi cho vững mạch đôi đường sức mạnh đôi đường phê cho sức mạnh
mạnh đôi đường phê cho bốn chữ cương thường để đa quan về quan giáng phúc lại. Cờ rượu khai quang chức phủ tiên ni ngã thức tăng cúc tặng kim phục hoặc thần cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng tặng gia âm từ bi lân vấn chúng sinh cố ngã kim đính lệ khai quang phải thắng đàn duyên. Mở phủ chi trình lòng quân tử ông vàng
tiếng đồn trong quốc sử còn sự hiếu trung tròn đạo ai dám bì ông phò vua giúp nước đã ghi công trên bằng thời đêm xuống tuyết tâm tình ông dãi nguyện ông biết cùng cùng ai để bàn việc quân cơ thiên nước xanh tung hoành dũng nước cảnh non bồng nước nhược bồng này vui bạn chúc bạn mai bạn loan tiệc nhọc vui bày sương ca các bộ làng ra tay bẻ quê quan rào chơi cả thành thị hồ thiên có ba ngàn thế giới dư muôn tiếng quan đệ ngũ khắp miền đông tây